Sanh con là sanh con, tuyệt đối không phá thai. Còn cái đứa bình thường, xã hội này đa phần 10 đứa thì hết 9 đứa phá thai trong cuộc đời này. Con quý vị sanh ra nuôi nó cho đi học, coi chừng đi phá thai đó. Nó học thì không bao nhiêu mà đi phá thai thì nhiều đó. Vì quý vị biết rằng cái xã hội hiện tại, quý vị coi cái môn giáo dục gì mạnh nhất? Phim ảnh. Mà quý vị coi cái môn giáo dục phim ảnh là giáo dục cái gì? Giáo dục cái gì? Tà dâm, đúng không? Bạo lực tà dâm là phim ảnh. Mà phim ảnh là sức ảnh hưởng cao nhất trong thời cuộc này. Từ ca nhạc, từ cải lương, từ phim ảnh, tất cả chương trình văn nghệ này kia bây giờ phần nhiều đều kèm vào cái gì? Bạo lực và tà dâm. Như vậy thì trẻ em được sự ảnh hưởng gì? Bạo lực tà dâm. Nên xã hội này vì sao nhiều kiếp nạn? Xã hội này tại sao lại ly hôn nhiều? Vì con người đã được giáo dục mạnh nhất ngay chỗ nào? Bạo lực tà dâm. Phải không? Nên từ nơi đó thì bây giờ con em mình đã học như vậy mà. Nó còn nhỏ, nó cầm một chiếc điện thoại thôi. Quý vị biết trong chiếc điện thoại đó mấy người vượt qua không? Những đức xin thưa quý vị, đừng nói là một con người bình thường, một con người xuất gia, nếu tâm quyết tu hành không vững chắc, nói tóm lại là không xài là tốt nhất. Bảo đảm với quý vị, một người xuất gia cầm điện thoại vẫn là ghiền điện thoại. Những đức nói đây là nói anh em trong chùa, tôi không muốn nói tới cái chuyện người khác. Nếu người nào nghe thì tự nhận thức. Xin thưa quý vị, một người xuất gia mà ngồi đâu cũng cầm điện thoại iPhone mà bấm, thì cái việc của người xuất gia này chúng ta thấy hơi không ổn định rồi đó. Xin thưa quý vị, không ổn định rồi đó. Một người xuất gia mà đứng giữa đường giữa xá mà cầm điện thoại để chờ xe buýt thì bị nhìn người xuất gia này không khác gì người thế gian. Có thể một đứa trẻ tuổi teen nó cầm điện thoại nó bấm vì nó không hiểu, nó ham cái này cái kia trong đó, nó bấm nó tìm nó coi hiểu không. Còn một người xuất gia mà cầm điện thoại đi đâu cũng bấm là người xuất gia này chúng ta thấy không đặc biệt. Có thể dùng chiếc điện thoại để làm một phương tiện để kết giao, nhưng người xuất gia chỉ được xài điện thoại trắng đen. Đó là việc còn có thể chấp nhận cho quý vị. Còn cái việc mà để cầm điện thoại iPhone, cầm điện thoại lên mạng được, đừng nên. Đây là những đức nói tất cả người trong chùa mình. Còn người bên ngoài không nói tên. Nhớ, quý vị coi tất cả người xuất gia trong chùa mình, xin thưa quý vị, nếu như không có hòa thượng mình ở đây, những đức sẽ dẹp sạch điện thoại. Dẹp sạch luôn. Không có một chiếc điện thoại nào quý thầy được xài luôn. Nhưng vì sao mà ở đây có một số thầy phải cầm điện thoại? Vì sao quý vị biết không? Hòa thượng kêu quý thầy cầm điện thoại để có gì hòa thượng gọi. Nên những đức phải chịu thôi. Từ nơi đó, nếu như cho những đức quyết định hoàn toàn là quý thầy trong chùa mình sẽ không bao giờ được cầm điện thoại, tất cả đều phải ngưng điện thoại hết. Như vậy thì cái tu quý thầy mình có đường chút, dẫn nói câu một chút, chứ không được nhiều. Xin thưa quý vị, trong cái thời cuộc này tu hành cực kỳ khó, càng ngày càng khó, một đời tệ hơn một đời. Bây giờ quý vị còn gặp được một cái đạo tràng như vậy, phước duyên của đạo tràng này quý vị hưởng được lâu hay mau là tùy vào quý vị tu ở nhà. Nếu như quý vị chân quý cái đạo tràng này, quý vị cố gắng ở nhà dụng công tu hai thời siêng năng niệm Phật thì cái đạo tràng này tồn tại lâu. Nếu như mà không lo tu mà chỉ đi cầu vui thôi thì chỉ một thời gian ngắn. Một người hướng dẫn quý vị nhiệt tình họ không còn nữa thì ai là người cầm đầu? Đã không ai cầm đầu thì tự rã. Thì phải nhớ, chia ba sẽ bảy hết thì rã chứ sao. Còn người đó họ quyết định hết sự việc, cái gì họ cũng giải quyết thì còn tồn tại. Quý vị cứ nghĩ
4 điểm chùa, trên là hòa thượng xây chùa, kế là những đức giải quyết hết nhân sự luôn, tất cả các việc luôn, giải quyết hết. Trước đó một ngày những đức họp chúng ba đạo tràng bên kia, ngồi ăn bánh uống nước với họ, có một buổi giảng đưa lên mạng đó vị coi á, là ba đạo tràng khi những đức lễ bên đây, bên kia phải đúng giờ dắt gì mà lễ, thờ khóa đúng như vậy mà tu, giờ đó là giờ lễ. Hai thầy này lại ở đây, một thầy này lại ở đây, một thầy hai thầy kia lại bên kia, đúng giờ như vậy, nói với công chúng rõ ràng giờ dắt là như vậy như vậy, rồi cứ như vậy mà tu. Cầu ăn đồ uống, bố trí nấu cháo, cái gì những đức sắp đặt ban bệ xong hết hoàn toàn, xong những đức mới trở về đây, những đức lo riêng biệt ở bên đây, mình tu bên đây, bên kia vẫn bình thường hoạt động, không có một thầy nào làm khác được hết. Vì sao? Vì những đức hợp là hợp công chúng, cả công chúng đều là nghe những đức đặt trách người đó như vậy, ai mà dám phạm, mà tốt đặc biệt là quý thầy mình cũng hiền, biết nghe lời, đặc biệt đó quý vị, khó tìm ra rồi đó. Không phải là tuyệt vời gì quá, mình không nên khen người của mình đặc biệt quá, nhưng mà họ cũng được lắm. Quý vị đi đến đây, quý vị thấy quý thầy trong chùa mình, quý vị thấy cũng dễ thương đúng không? Họ cũng thiệt thà. Bởi vì đi về đây, quý vị thấy các thầy trong chùa mình có ai xin tiền quý vị không? Thì cho tiền họ cũng không lấy, chứ đừng nói mà xin tiền. Nếu người nào xuất gia trong chùa mình mà quý vị đưa tiền họ, mà cho họ mà họ lấy tiền, quý vị nghe, người này là người không phải người bên cạnh những đức, dẹp đi. Tại vì sao? Vì người bên cạnh những đức rất đầy đủ, họ không cần phải xin tiền ai hết. Đây là những đức nói người trong chùa mình nghe, tôi không nói ai người bên ngoài hết. Tại vì cái nơi ở người ta biết người ta có được người trong chùa lo được như vậy hay không. Nếu như những đức đi đến ngôi chùa mà không được người ta cho ăn đàng hoàng thì những đức cũng phải đi kiếm ăn chứ, không ăn là chết sao? Bây giờ ở trong một ngôi chùa người ta không lo đàng hoàng, mỗi một người mạnh thì kiếm được nhiều, cái năng lực của phàm phu phải phát huy, nói chuyện phải khéo. Tôi hỏi anh, tại sao anh nói chuyện mà nhiều người cúng dường như vậy? Thằng kia nói, tao phải nói gì. Thằng kia nói, à vậy tôi cũng học theo anh. Gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ một con người chân thật đi tu giết, trở thành kẻ léo lách là vì sao? Vì đem kinh giáo của Phật để làm léo lách, thì cao thủ léo lách. Thì phải nhớ rằng kinh giáo của Phật mà học đúng thì thành trí tuệ, mà trí tuệ là nhìn thấu buông xuống. Còn nếu như kinh giáo của Phật mà quay ngược lại để kiếm tiền thì trở thành cao thủ léo lách và cao thủ gạt người. Con đường là như thế nào? Học Phật nó có một cái sự quay ngược lại, không đơn giản đâu. Cái này là như đứa nói 100% với vị nghe luôn. Nếu như một vị nào tu nhiều chục năm mà nghe câu này, người đó vẫn gật đầu nói một câu, mày nói đúng. Tao vẫn biết vậy mà tao không nói. Phải nhớ. Tại sao mày nói? Vì mày không có cái gì mày phải nói thôi. Không có gì mày mới nói. Còn tao là sao tao không nói? Vì tao cũng phải tùy thuận mà dính vô luôn rồi, nên không nói được. Những đức vẫn nói rằng tôi có cái sai, nhưng đối về tiền tôi nhất định chỗ này tôi rất sạch. Đối về danh tôi chắc chắn là tôi không màng tới luôn đó. Nhưng tôi có một cái có thể dính trong cuộc đời này, sắc. Tôi rất là nặng tình với phái nữ. Cuộc đời con người mấy vị không dính cái gì, vì là Phật Bồ Tát rồi đó. Quý vị coi bây giờ người nữ đi theo những đức đông như vậy, nếu những đức là một con người không nặng tình, ai đi theo quý vị? Công nhận không? Bây giờ tôi hỏi tất cả các cô gái, các cô phái nữ ở đây, tôi hỏi các cô theo một người đàn ông mà họ không có tình cảm với cô theo họ không? Có người gặp hòa thượng chúng ta, họ nói hòa thượng rằng hòa thượng, công nhận hòa thượng khéo ghê sao mà mấy cô trẻ nó vô chùa hòa thượng nó phục vụ tam bảo giỏi như vậy. Hòa thượng nói, ông Đức á. Nên những đức có thể bị dính ngay chỗ nữ sạch, tôi nói trước cho biết đó.
Thà nói trước để chúng ta có đủ năng lực, hiểu không? Có thể kết hợp thành một đội ngũ để mà cùng tu đi về cực lạc. Giống như hôm qua buổi tối chúng ta có nói một câu, hiểu không? Tu là cội phúc, tình là dây quan, hiểu không? Nhưng chưa chắc ai gặp Phật pháp cũng là cội phúc. Nếu như mà những người xuất gia mà nghe được thì câu này rất quá nhiệt tình nè. Tại vì sao? Nhắc nhở mình gặp Phật pháp phải là cội phúc hay không? Trong Phật pháp nói là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Nếu mình toàn là vì tiền, làm sao là cội phúc? Cội phúc là gì? Cội phúc là đức hạnh của một người tu là cội phúc. Còn mình đâu có gì cái đức hạnh này, mình vì vật chất là không phải cội phúc. Tu như vậy thì chắc chắn tam đồ ác đạo có phần chúng ta. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng trước địa ngục tăng đạo nhiều. Ngài Quan Niệm Tổ, ngài chú giải, không, ngài khuyên dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài hội tập bộ kinh Vô Lượng Thọ, thấy không? Ngài nói một câu rằng thờ thế điên đảo hết rồi. Trong thời Đức Phật còn tại thế thì người thành tựu trên con đường tu là người xuất gia bậc tăng. Người kế đó là người ni, người kế đó là nam cư sĩ, cuối cùng là nữ cư sĩ. Bây giờ lại quay ngược lại, là người thành tựu nhiều nhất là nữ cư sĩ. Người thành tựu thứ hai là nam cư sĩ. Người thành tựu thứ ba là người ni. Người cuối cùng là người tăng. Đây là tôi nói là nguyên văn vừa Hòa Thượng Tịnh Không giảng, mà ngài Hoàng Niệm Tổ nói, ngài Hoàng Thượng Tịnh Không giảng lại, nói nguyên văn luôn đó. Vì sao người phụ nữ trong thời cuộc này họ thành tựu nhiều? Quý vị phải nhớ rằng người phụ nữ họ có một ưu điểm và khuyết điểm chỗ này. Họ có một khuyết điểm là người phụ nữ họ rất dễ tin. Và họ có một ưu điểm là họ là người mộ đạo. Hiểu chưa? Họ rất mộ đạo. Đa phần hộ trì người tu là người nữ rất nhiều. Mà người nữ là họ hộ trì cho tăng nhiều lắm. Thì đúng rồi, giống như trong gia đình vậy đó, con gái bên cha, con trai bên mẹ, hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó họ rất là dễ nghe, chỉ cần nói ngọt là họ nghe liền. Họ rất dễ tin, dễ nghe, nên họ cũng rất dễ bị gạt. Nếu như họ gặp một người đàn ông đặc biệt mà là muốn giúp họ thật sự thì họ có phước quá, không có hại họ. Mà thật sự giúp cho họ có niềm vui, giúp cho họ có tâm tu và giúp cho họ đi đến giải thoát thì họ rất là có phước. Nếu như họ gặp một người nhìn vào khuyết điểm của họ đó mà để gạt họ thì họ vô phước thôi. Đó là do họ có tội, họ phải chịu, hiểu không? Còn nếu như họ gặp một người rất chân thật để nhiệt tình giúp họ thì họ có phước. Dùng đa dạng phương tiện để dẫn dắt họ đi vào đạo thì họ có phước đó. Phải nhớ. Thí dụ như giờ các cô mình ở đây nó rất là vui, nó sống rất là có ý nghĩa. Vì thấy gì đây, vì thấy không? Những đức xong công việc, những đức để đại cho làm, nhiệt tình ở dưới bếp làm với đó, chị em làm chung. Những đức chỉ chỗ nào làm xong là ngồi ăn ở đó, ở đó là cứ đi vô ngay chỗ đó ngồi ăn. Nó nghĩa là điểm nào rõ ràng, hợp sắp xếp rõ ràng, ban bệ vị trí nào, vị trí nào, vị trí nào. Quý vị coi nội mấy ngày nay thôi mà cái việc mà trong chùa mình mà quý vị thấy mền gói này nè là không đơn giản. Thí dụ như bây giờ lễ xong rồi, có những người mình thấy công việc của mình có thể ổn định, công việc của mình không phiền phức gì, thì quý vị là dạ, mấy cô nữ khỏe khỏe ở lại, cố gắng ở lại để phụ giặt màn mền ở đây một tháng. Ông đây là những đức nói ra là quý vị, là quý vị thấy phù hợp, quý vị thấy cái chuyện của mình được. Chứ tôi không phải kêu mấy người mà gọi là, mà quý vị việc nhà mình phải xem lại, hiểu chưa?
Còn mình ví dụ như bây giờ không có chồng, hoặc là gia đình thì tiện bề, hoặc là chồng thì hiền, hoặc là chồng mình muốn đi đâu mình đi, nó lo hết ở nhà cho mình, thì mình thấy cái chuyện của mình là được. Mình ở lại mình phụ mấy cô trong chùa này để mình giặt mền khi qua cái lễ này nè. Vì thấy cái đống mền chưa? Kinh khủng chưa? Không đơn giản đâu quý vị à. Thấy không? Không, những đức có cái tầm nhìn này nó rất là quan trọng. Những đức tin chắc trong số lượng đông người này ít gì cũng kiếm được 20 ở lại nè. Đi chơi xem. À, đông người này có 20 người ở lại đó. 20 người này ở lại là đúng là tu phước tu duyên tròn vẹn luôn rồi. Ốp mé luôn, không nói vòng vo gì nữa. À, mền gói dọn dẹp đâu vào đó hết phụ trợ. Còn nếu về hết thì hỷ, đâu có gì đâu. Họ đây vẫn làm việc bình thường có gì cả à. Nên chùa mình sau này mà được nên có một cái máy lạnh, cái loại bự công nghiệp quý vị. Cái máy giặt qua nó lộn máy lạnh. Máy giặt lớn, loại lớn nhất. Để làm chi? Để mền gói này phải giặt máy đó. Chứ quý vị coi, con người bắt người ta giặt giết, chân tay lỡ hết, tu hành cũng thấy tội nghiệp ghê. Không, những đức ví dụ như thấy có những cô mình làm trong bếp mà tay chân nó sần sùi, những đức nói trời ơi mua thuốc gì sức vô. Chứ ngoài ra mà tu tu với nhìn tay chân gì mà thấy gớp. Hiểu không? Nó cỡ nào thì cỡ cũng phải nó thấy thoải mái một chút xíu. Chứ ngoài ra tay chân mà nước ăn rồi rồi sần sù thúi móng tay tùm lum tùm la chứ không có mới được. Hiểu không? Nó nên cực quá thì ấy, chứ mà vừa vừa thôi cũng phải biết bảo quản cái thân mình chút để mình còn dùng nó để mà lâu dài chứ, hiểu không? Nên quý vị biết rằng là mình quan tâm cho người ta thì người ta quý mình thôi. Quý vị thấy không, bây giờ họ quý những đức thì họ ở phía sau họ lại họ la ôm sùm hỗ trợ những đức đó. Thấy chưa? Bây giờ nấu ăn cả ngày vậy thấy tội nghiệp không? Quý vị coi coi, nhà mình lâu lâu đám giỗ lần mà nấu cỡ nào không? Vậy mà nấu cái lượng người này mà tất cả vị trí nấu ăn, vị trí dọn dẹp, vị trí bưng bê, vị trí lau dọn. Bởi vì kết hợp là chị em nào cũng cực, mấy cô nào cũng cực, thầy thầy nào cũng cực, chú nào cũng cực, quý Phật tử về đây cũng cực mà ai cũng vui. À, ai cũng cực chứ không ai cũng vui. Nhưng Đức nói nghe, trong cái thời điểm mà quý vị đi đến đây lại đây, những Đức nói cho quý vị nghe, đây gọi là quý vị đang sống trong ánh quang minh của Phật Bồ Tát đó. Từ khi những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm tới giờ nghe, xin thưa quý vị là chưa có lần nào mà thù thắng như lần này. Lần này là lần đặc biệt nhất. Quý vị biết rằng là mấy năm chờ những đức tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát biết bao nhiêu lần mà nói tính không được, vì nhiều quá. Những đức tổ chức quá nhiều chương trình. Đừng có nói là lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm không, mà tất cả chương trình lễ viếng Di Đà, lễ viếng nào những đức cũng đã tổ chức qua. Chưa một có cái lần nào mà đặc biệt như 4 ngày lễ viếng Quan Âm này hết luôn. Thì biết đó. Đây là Phật Bồ Tát gia hộ rõ ràng với cái tâm quý vị còn cái gì nữa. Đúng ra là tăng tính tâm không thể nghĩ bàn. Cái chuyến này quý vị mà ở trong cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này nghe, như Đức nói với quý vị nghe, quý vị là người đại phước báo ở trong cái pháp hội này đó. Quý vị đã được tắm mình trong quang minh rồi đó. Mỗi buổi lễ là đều được tắm mình trong quang minh, thật sự tắm mình trong quang minh đó. Quý vị coi, 4 ngày nay đúng là một điều kỳ diệu mà không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng không nên nói quá đáng, thật sự là quá kỳ diệu. Những đức ở đây là cái nơi này những đức ở thường xuyên, mà những đức chưa bao giờ thấy cái thời tiết đặc biệt nào mà trong 4 ngày này xuất hiện. Nó mát rất lạ kỳ. À, rất là mát. Ở đây dù là tu suốt vậy đó, nhưng mà không có như vậy đâu. Vẫn là bị ảnh hưởng từ khu công nghiệp này đó.
Như vậy mà lạ thay trong 4 ngày tổ chức lễ này thì kỳ diệu vô cùng. Mà trước mấy ngày là mưa tầm tã, rồi từ bữa đó tới bữa nay luôn quý vị coi, trời trong xanh. Hiểu không? Nói vậy đây tối nay mưa nữa. Nói câu về thế gian này cũng thòng thòng chút xíu. Thì mình đâu phải là Phật Bồ Tát, mình không có biết cái gì chứ. Mình chỉ thấy rõ ràng trước mắt thì mình nói trước mắt thôi. Hiểu không? Nên cái việc ở thế gian này thì biết mắt thấy mà còn chưa dám tin. Giống như Khổng Lão Phu Tử khi còn tại thế là bậc thánh đó nghe. Khổng Lão Phu Tử là bậc thánh đó. Vậy đó mà cái con mắt ngài nhìn sự việc mà ngài nói ta nhìn thấy mà còn sai. Có một lần mà ngài với đệ tử ngài đi chu du liệt quốc, thì Nhan Hồi là người đệ tử mà được Khổng Lão Phu Tử tín nhiệm và thương yêu. Vì Nhan Hồi đặc biệt quá, người không bị dính vào danh lợi gì cả. Thì Nhan Hồi lãnh trách nhiệm nấu cơm, thì các huynh đệ khác mỗi người lo việc khác. Thì bắt đầu là Nhan Hồi đang nấu cơm thì đem cơm ra xớt, thì nóc nhà lá bụi nó rớt xuống ngay cái nồi cơm. Nhan Hồi nói bây giờ sư huynh với thầy ăn ăn cơm mà bây giờ cơm bụi chút xíu này thì mình phải lấy ra. Thì lấy cái muỗng dít cơm ra mà dính bụi á, dít ra. Mà nói bây giờ cơm này mà liền bỏ thì uổng quá, thôi mình để bỏ vô miệng mình ăn phước cho rồi. Thờ đó khó khăn, hiểu không? Thì vị biết rằng là Khổng Lão Phu Tử nhìn thấy Nhan Hồi múc cơm ăn. Khổng Lão Phu Tử khi vô bàn cơm ăn ngài không ăn, ngồi không chấp nhận được người đệ tử này. Một người mà ngài rất là thương yêu và thấy có đức hạnh mà tại sao làm cái việc mất đức hạnh như vậy? Thầy chưa ăn, huynh chưa ăn mà mình đệ tử múc cơm ăn mà trốn ăn. Không chấp nhận người đệ tử chứ không buồn trách gì, nhưng mà buồn cho cái đức hạnh đệ tử bị khuyết. Hiểu chưa? Nên ngài không ăn thì đệ tử mới thỉnh hỏi. Thì lúc đó Khổng Lão Phu Tử nói rằng là Nhan Hồi ơi Nhan Hồi, đức hạnh của ngươi khuyết quá. Vì sao ngươi làm như vậy? Ăn uống mà vì miếng ăn mà mất đi cái đức hạnh của mình. Thì mới nói lên cho Nhan Hồi nghe. Nhan Hồi mới kể ra sự việc như vậy như vậy. Khổng Lão Phu Tử nói rằng chính mắt ta thấy mà còn không đúng sự thật, chứ đừng nói là nghe qua tai. Nên có những việc trong cuộc đời này, thật sự mà nói, nó trắng đen lẫn lộn chúng ta không hiểu. Nên cái tuyệt vời nhất của cuộc đời con người chúng ta là người học Phật mỗi ngày là đặc biệt nhất. Hiểu không? Càng phân tích thì càng phiền, có những việc càng giải thích thì càng phiền. Thật sự mà nói, nên chúng ta cứ ha ha là đặc biệt nhất cả đời. Nếu cả đời mà ha ha được thì quá tuyệt. Thấy không? Vì về đây, tuy là quý vị lên nghe nhà Đức nói chuyện rất là vui, nhưng mà xuống dưới có những việc quý vị cũng không được ha ha. Hiểu không? Nhưng mà về đây quý vị đã vui quá nhiều rồi. Ở thế gian này cái gì nó cũng phải cộng trừ nhân chia, quý vị cũng chia sớt một chút. Tuy là quý vị tu học hướng đến Phật đạo, cảnh giới Phật đạo mở rộng, nhưng thật sự đối với cảnh giới ma đạo quý vị cũng đừng để họ đói hoàn toàn. Nên từ nơi đó mà quý vị phải cần có cái tâm hẹp hòi và sân si một chút. Để làm chi? Để nuôi cảnh giới ma đạo. Vì sao? Vì quý vị nghĩ đi, nếu mà không có cảnh giới ma đạo thì không khảo đạo được người tu chân thật. Nên Đức Phật và hàng cổ Phật cũng thị hiện trong cảnh giới ma đạo. Ai là cảnh giới ma đạo? Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là ai? Chắc chắn là cổ Phật. Nếu là không phải cổ Phật, vì sao thờ nào Đức Phật thị hiện thì có Đề Bà Đạt Đa mà cứ theo quậy Phật suốt? Nếu mà đã đọa vào tam đồ ác đạo, vậy tại sao đi ra được mà đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni? Thì chỉ có là cảnh giới ngang nhau, cổ Phật gặp cổ Phật. Vậy thôi. 100%. Hiểu không? Nên gọi là gì? Cảnh giới ma đạo khảo đạo người tu. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một cái kiếp của ngài tu, mà ngài là một vị tu hành khổ hạnh.
Ba La Mật. Thì trong cái thời cuộc đó có một ông vua gọi là vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi gọi là một vị vua bạo quân hung ác cực kỳ. Có một lần vua Ca Lợi đi vào trong rừng sâu để săn bắn, dẫn theo một nhóm tỳ tùng mỹ nữ đi theo. Thì vua đi đâu thì gái phải theo để phục vụ, hiểu chưa? Thì vua Ca Lợi săn bắn xong mỏi mệt thì bắt đầu là nằm nghỉ. Thì nhóm cung nữ này mới đi dạo xung quanh, thì thấy được một vị tiên nhân tu hành hạnh nhẫn nhục, thì mới ngồi nghe ông giảng đạo, nghe say mê. Vua Ca Lợi thức dậy thì không thấy tất cả những cung tần mỹ nữ của mình đâu hết rồi. Ngài mới đi coi vòng vòng thì ngài thấy cung tần mỹ nữ của mình ngồi xung quanh nghe một vị tu hành giảng đạo, thì nổi cái tâm ganh tị và tức giận vô cùng. Bước đến hỏi: ngồi ở đây để làm gì? Thì Đức Thích Ca Mâu Ni là vị tu hành đó, nói là tu hành hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. Tu hành hạnh nhẫn nhục Ba La Mật đúng không? Vậy thì làm cái gì cũng nhẫn được đúng không? Được. Làm gì cũng nhẫn được hết. Thì vị biết rằng là rút kiếm ra không cần nói nhiều, chặt tay, chặt chân, lóc thịt, gọi là như sử tử lăn trì. Muốn giết là giết, bạo quân mà, hiểu không? Vua mà, muốn giết là giết thôi, như là sử tử lăn trì. Khi mà ngài gần chết đi thì ngài phát lời nguyện rằng: tôi tu hành nhẫn nhục Ba La Mật, chưa có một người nào để tạo điều kiện cho tôi nhẫn đến đạt tới trình độ Ba La Mật. Nhưng hôm nay nhờ ông làm điều này đối với tôi mà tôi nhẫn được, thì tôi đã đạt được nhẫn nhục Ba La Mật. Khi tôi thành Phật thì người đầu tiên tôi độ chính là ông. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì quý vị biết ngài đi đến ngay giường nai, ngài giảng cho bốn anh em Kiều Trần Như nghe. Kiều Trần Như là người chứng quả đầu tiên, mà Kiều Trần Như là vua Ca Lợi của đời trước. Quý vị biết rằng nếu nói về sắp đặt về những vị Phật để thành Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni đi lùi lại phía sau của Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc thành Phật trước. Nhưng mà nhờ cái hạnh nhẫn nhục Ba La Mật đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni vượt qua mặt Bồ Tát Di Lặc, thành Phật trước Phật Di Lặc. Vậy thì quý vị thấy cái sự nhẫn nhục có thiệt thòi không? Không, không thiệt thòi. Nếu bây giờ kêu chúng ta tu các pháp đó chúng ta chịu không nổi. Như Xá Lợi Phất, quý vị biết rằng là tu 60 kiếp, 60 đại kiếp không đơn giản quý vị. Mà khi mà chứng quả rồi, mà trong một cái 60 đại kiếp đó đó nghe, thì có một kiếp của ngài cũng phát nguyện tu hành nhẫn nhục. Thì bắt đầu là ngài thị hiện là một vị tăng tu hành nhẫn nhục. Thì vừa phát tâm như vậy thì cõi chờ có người đến thử liền. Cõi chờ có người đến thử. Thì một chàng trai tự nhiên đi ngang khóc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: tại sao khóc như vậy? Nói: mẹ của tôi bị bệnh, mà bây giờ bác sĩ kê to thuốc là phải có một con mắt của một người xuất gia. Con mắt người thường thôi đã khó kiếm rồi, chứ đâu kiếm mắt người xuất gia. Có con mắt người xuất gia thì mới cứu được bệnh của mẹ tôi. Thì ngài Xá Lợi Phất này nói rằng: ta vừa phát cái nguyện bố thí Ba La Mật, có nghĩa là bố thí đầu tay chân, bố thí luôn, vừa phát nguyện là có người đến, đúng là mừng thiệt. Được, 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 ta tặng cho một con mắt về cứu mẹ đi. Thấy không? Ta là người xuất gia nè, tặng cho con mắt về cứu mẹ đi. Rồi con mắt ta ngươi lấy đi. Thằng kia nói: trời trời, sao tôi dám lấy con mắt của ông. Lấy vậy bà ta bắt ở tù chết luôn. Ông cho thì tự ông móc đi. Quên. Thôi được rồi, để ta xử lý. Hiểu không? Thì ngài lấy một con mắt ra, moi con mắt gì, lấy cái tay đâm vô, móc ra, sột.
Hiểu không? Đem con mắt ra, móc con mắt mà ảnh, mà ảnh còn nói một câu gì nè: Xá Lợi Phất là tiền kiếp chứ không phải là cái kiếp của ngài, là Xá Lợi Phất nghe. Thì ngài nói rằng thôi tặng một con mắt thì tặng mắt tay trái, chừa lại mắt tay phải xài. Hiểu không? Thì ngài móc con mắt tay trái ngài đưa. Xong vừa đưa cái thằng kia nói: trời ơi tôi quên. Trời ơi quên nữa. Bác sĩ nói là phải con mắt tay phải của người xuất gia. Mà đấy tôi quên nói con mắt tay phải. Bây giờ ngài móc con mắt tay trái rồi, trời ơi tội nghiệp mẹ tôi, cứu làm sao được mẹ tôi đấy. Cái ngài Xá Lợi Phất nói: trời ơi cũng tại ta. Thấy chưa, thấy người tu chưa? Tại ta móc con mắt mà không hỏi nó chỗ con mắt nào. Móc đại móc càng con mắt tay trái, tính móc con còn con xài, bây giờ nó đòi con mắt tay phải. Tại mình chứ không phải tại nó đâu. Thấy người tu nó hay chưa? Nói những câu chuyện này, kể câu chuyện này dù nó thêm mắm thêm muối cho quý vị, nhưng mà quý vị phải nhớ nó phù hợp vào cái chuyện tu hành của mình, nghe chưa? Xong ngài nói thôi được rồi, đã phát tâm thì làm cho chót luôn đi. Được rồi, vớt thêm con nữa mù luôn. Mình đã quyết tâm bố thí mà làm tới luôn chứ sao. Thì móc thêm con nữa đưa. Thì ngài mù hai con mắt nhưng lỗ tai vẫn thính chứ. Thì bắt đầu vừa đưa mắt cho thằng đó, thì thằng đó nói: gì con mắt người tu gì mà thấy ghê tanh rinh, mắt này mà chỉ bệnh cái gì. Liền cặp mắt xuống, lấy chân chà 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 đạp. Thì lỗ tai ngài vẫn nghe cảm giác được cái điều nó làm như vậy. Lúc đó tức khắc trong tâm của ngài thối tâm, thối tâm phát đại nguyện liền. Ghê chưa? Tại vì những bậc A-la-hán là tu hành tiểu thừa, mà ngài muốn tu đại thừa bố thí. Tu đại thừa bố thí mà vừa vớt cặp mắt mà là thấy cái hạnh này dữ quá rồi, mà nó dùng cặp mắt nó liền, nó chà đạp xuống luôn, chữ ổng luôn. Cuối cùng như vậy, những bậc tu hành như vậy, vừa mới bị như vậy thôi, vì biết rằng là chấn động tâm luôn. Trong tâm nó rồi, thôi 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 thôi, hạnh đại thừa không phải đơn giản dễ bước vào. Thôi ta biết an phận, quay về lo tự tu là tốt nhất. Ghê không? Kinh khủng không? Không phải đơn giản đó nghe. Thì tức khắc chư thiên ở trên gãi hoa xuống nói: này tôn giả, đây là chúng tôi thử lòng tôn giả thôi. Thôi tôn giả cứ phát tâm đại thừa lại đi. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Quý vị thấy không đơn giản đó nghe quý vị. Còn quý vị đang tu pháp môn Tịnh Độ là tu pháp gì? Pháp đại thừa. Phải nói là đại 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 thừa, chứ không phải là đại thừa bình thường. Có nghĩa là ngoài Tịnh Độ quý vị chỉ dùng chữ đại thừa. Còn pháp môn Tịnh Độ này là đại 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 thừa. Ba chữ đại. Vì sao dùng ba chữ đại? Vì là ba đời chư Phật đều phải tán thán Tịnh Độ. Vô lượng cảnh giới chư Phật đều tán thán Tịnh Độ. Đúng không? Ba đời là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai, là đều tán thán Tịnh Độ. Nên chúng ta phải dùng ba chữ đại đối với Tịnh Độ. Thí dụ như có những cái pháp tu mà chỉ bậc thượng căn mới tu, có những cái pháp tu mà chỉ là bậc trung căn mới tu, hạ và trung không vô nổi. Nhưng kiên Tịnh Độ là thượng căn cũng tu, mà trung căn cũng tu, mà hạ căn cũng tu, nên phải dùng ba chữ đại cho Tịnh Độ. Nhớ nha, cái này quan trọng á. Buổi chia sẻ này làm như Phật Bồ Tát gia hộ. Hiểu không? Nó gây dựng cái tín nguyện cho quý vị cực kỳ cao đối với Tịnh Độ này, quý vị thấy không? Chúng ta có nghèo sơ, nghèo sát, nhưng gặp Tịnh Độ là chúng ta không có nghèo. Không có nghèo. Vì cuộc đời vô cùng ngắn ngủi đi qua, thì mình đã được thành tựu con đường giải thoát làm Phật rồi, làm sao nghèo? Làm sao nghèo đấy quý vị? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà thôi ơi, cái nhân duyên này tuyệt vời lắm. Bốn ngày này mà đúng là ai kẹt mà không về được, đúng là chúng ta cũng phải hồi hướng cho họ một chút. Chứ nếu chúng ta nói tiếc cho họ thì họ ổn tội nghiệp họ.
ôi hồi hướng cho họ chút, hiểu không quý vị? Ôi ôi những đức nói 4 ngày này ở đây quý vị mà tu mà nghiêm túc mà hành cái hạnh nhẫn nhục chút nữa, đâu có kêu quý vị móc mắt. Đâu có chặt tay lóc da quý vị đâu. Đâu có làm đến mức này, vừa phát là phát tự lực, hiểu chưa? Các ngài làm được, còn ta chỉ nhẫn một chút thôi. Mắc tiểu quá, đứng đợi một chút đi. Còn không chịu nổi chơi luôn. Chơi luôn. Chịu hết nổi rồi, bây giờ tôi chịu hết nổi rồi, sao bây giờ? Nó bây giờ chị em đứng quá trời đông rồi, bây giờ mấy chị thông cảm, tôi chịu hết nổi, mấy chị che giùm tôi tiểu tại chỗ này cái hả? Tôi ra cái chỗ mà giặt đồ á, phía sau cái chỗ giặt đồ đó đó, kêu nguyên một vàng người đứng bao xung quanh, rồi vô trong đó tiểu rồi dội ngay chỗ luôn. Nếu mà chịu không nổi, hiểu chưa? Tại vì sao nhẫn kiểu này không nổi, hiểu không? Chứ không đụng chạm ai nghe. Cái làm vậy thôi chứ không đụng chạm người ta, không chửi mắng người ta, không bực bội người ta. Ý nói kia vậy là nhẫn ăn, nhẫn ngủ, nhẫn đụng chạm, nhẫn hơn thua. Còn cái chuyện mà dưới cái thân tứ đại thì có cái gì tiện bề thì cứ tiện đi, mở ra đó. Ngày nay chủ nhật ở lại đông nè, chứ không phải giỡn đâu. Tối đêm nay ì ì nè, nên tối đêm nay tặng máy là tặng bằng cách là phát theo cái niệm ngồi. Khi mà sắp niệm xong hết trơn, bữa nay mấy ổng sắp niệm sớm, sắp niệm xong hết trơn thì cứ là chiều nay là cái máy niệm Phật để chứ không à. Mà nếu mà tới giờ thì mất một tiếng, còn khi xong mất một tiếng. Bây giờ cái rút thời gian lại bằng cách là để chiếc máy lên trên chiếc niệm để điều hết. Quý vị vô ngồi là nhận luôn, rút thời gian lại, hiểu chưa? Đó, rút thời gian lại. Rồi mỗi một người như Đức để một cái bánh trên đó luôn. Để làm chi biết không? Quý vị cứ nghĩ đi. Mấy ngày nay mấy cô mà nó quá cực rồi, mà nó còn phải đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, rồi bây giờ nó phải xuống nhà bếp nữa, thì tội cho nó quá. Nên những đức mua 10.000 cái bánh để cho mỗi một người chúng ta dùng cái bánh uống nước đi, là bắt đầu lên xe hay đi về hay ở đây gì cũng dùng cái bánh uống nước là được rồi, văn bụng là được rồi. Mà lại Quan Âm mà an lạc sao không có ăn nhiều đâu. Những đức nè, 4 ngày nay những đức có ăn uống gì đâu, ăn có chút xíu xíu à, không có ăn cái gì được chứ mà no. Mấy vị thấy những đức có ốm đâu mà mặt còn sáng nữa đó. Thấy chưa? Rõ ràng luôn. Mà khỏe, vì thấy cái âm không? Cái âm vọng chưa? Ôi ơi, đúng là Phật Bồ Tát giang hộ. Chắc quý vị nói chắc không có cái tiếng ai mà kỳ cục luôn, đúng không? Lạ đúng không? Tiếng ai mà sao lạ kỳ vậy? Tiếng thầy Đức chứ tiếng ai? Hiểu không? Nói quý vị thấy Phật Bồ Tát giang hộ. Cả đời chúng ta tin Phật Bồ Tát thì luôn luôn bình an. Như thế nào cũng tin, mà khang tiếng cũng tin nữa. Nhưng có tiếng thì đặt theo cái tin có tiếng, khang tiếng thì đặt vào cái tin của khang tiếng là nghiệp chướng của tôi, hiểu không? Nên từ nơi đó vị coi phải thù thắng không? Trời ơi, tối đêm nay này nghe, một thằng quyết chiến. Hiểu không? Ồ, cơ hội đúng là một cái pháp hội lịch sử, không có giỡn đâu nghe quý vị. Sau này có người nhắc lại quý vị nói có tôi ở trong pháp hội đó đó. Sau này mà nguyên một cái vàng này về Cực Lạc hết luôn, chúng ta sẽ gặp nhau nói ô bạn. Bạn thấy chưa? Ôi tôi với bạn lễ cái pháp hội 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm kia, bạn về đây rồi kia, thấy chưa? Quý vị nhớ nha, tất cả những người ngồi ở đây và tất cả những người coi qua công đoạn này cũng kết duyên. Trong số lượng những người này ai giảng sanh cũng đều sẽ độ tất cả những người đã có duyên ở đây đều về Cực Lạc hết. Nhớ. Tại vì sao? Duyên thù thắng. Quý vị nhớ là khi chúng ta về Cực Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đến nước mình đó. Nhưng hạnh nguyện của Ngài vô cùng rộng lớn để dẫn dắt người ta đến tịnh độ để mà tu đó. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ vì để ý đi, qua 100 năm kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt luôn thì còn đúng một câu Phật hiệu để độ sanh.
Đúng một câu Phật hiệu. Quý vị đừng nên đợi qua 12.000 năm, mà bây giờ quý vị nên niệm Phật đi. Nếu như quý vị đợi qua 12.000 năm mà còn một câu Ai Di Đà Phật, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, trong thời cuộc không còn kinh giáo thì lòng người như thế nào? Xin thưa quý vị, khi không còn kinh giáo, không còn người giảng pháp, thì con người lúc đó là ăn thịt con người. Con người là ăn thịt con người. Quý vị phải nhớ, trong cái thời điểm đó, tuổi thọ con người cực kỳ ngắn. Tuổi thọ rất là ngắn. Nhưng mà để có thiện căn để tiếp nhận câu Ai Di Đà Phật, ai giảng cho quý vị nghe để tiếp nhận? Nhưng thế gian chỉ còn câu Phật hiệu để độ sanh thôi. Như vậy thì cái lượng người mà để tiếp nhận câu Phật hiệu thì không thể nào mà chúng ta tìm ra được. Như vậy thì trong bây giờ thời cuộc này đã có người giảng thuyết tịnh độ cho mình nghe đó, là vị ăn sư đại lão ở Thượng Tịnh Không truyền bá tịnh độ mạnh như vậy. Mà tại sao người thì hiện ra đi cuối đời lại là ra đi, quý vị thấy không đặc biệt bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Quý vị coi Hòa Thượng Hải Hiền ra đi là năm 112 tuổi, và ngày đó là ngày ngài vẫn còn xách cuốc đi ra ruộng cuốc đất trồng rau, là một vị hòa thượng 112 tuổi vẫn còn sức khỏe như vậy. Tối lại, nhưng quý vị phải nhớ là trước một tháng hai tháng, ngài ngầm báo cho người ta mà không nói rõ ràng. Quý vị biết vì sao Bồ Tát làm vậy không? Vì thời cuộc này đừng nên đưa lên tiêu chuẩn cao. Nếu các ngài đưa lên tiêu chuẩn cao, người ta theo tiêu chuẩn cao đó, thì người sau này khó có cơ hội. Vì nhớ, nhưng mà đưa ngài lên là vì ngài không biết chữ, để cho người trong thời cuộc này ít học, dở tệ đều có cơ hội hết. Đều có cơ hội hết. Phật Bồ Tát là từ bi mà, hiểu không? Nên Hòa Thượng Hải Hiền ra đi là đặc biệt lắm. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán hết lời, mà Hòa Thượng Tịnh Không còn nói một câu: tôi bái Hòa Thượng Hải Hiền làm thầy luôn. Là đem cái đức hạnh phước duyên và đem tất cả danh tiếng của mình đẩy Hòa Thượng Hải Hiền lên ngang với ngài luôn. Mình nói ngang đi chứ đẩy hơn qua luôn. Đẩy Hòa Thượng Hải Hiền lên cao nhất. Trong khi Hòa Thượng Hải Hiền cả đời tu không nổi tiếng, không có nổi tiếng. Y gan Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa luôn, tuy là được truyền y bát nhưng ẩn trong nhóm thợ săn, không có tiếng tăm. Nên khi đi đến cái nơi đó thì gặp một vị xuất gia rất nổi tiếng là Ẩn Tông, rất nổi tiếng ở nơi đó. Nhìn thấy biết người này là truyền Thiền Tông, người này là người đặc biệt. Nên 7 ngày sau khi xuất gia xong cho Lục Tổ Huệ Năng thì ngài Ẩn Tông quỳ xuống bái Lục Tổ Huệ Năng làm thầy, đem tất cả đức hạnh nhân duyên tiếng tâm của mình đưa Lục Tổ Huệ Năng lên để giảng Thiền Tông trong thời đó. Thì bây giờ đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng thể hiện cái chuyện ngài cũng đưa Hòa Thượng Hải Hiền lên để cho tất cả người đều biết đến Hòa Thượng Hải Hiền. Nên khắp nơi trên thế giới còn nhiều ai cũng biết đến Hòa Thượng Hải Hiền là nhờ đại lão Hòa Thượng Tịnh Không chỉ điểm. Quý vị thấy Phật Bồ Tát diễn chưa? Diễn không? Sau mấy năm, quý vị thấy nếu Hòa Thượng Hải Tịnh Không không phải là người mà phải nói là ngài là Phật Bồ Tát xuống thế, nên ngài đã nhìn ra Hòa Thượng Hải Hiền. Nếu như ngài tán thán Hòa Thượng Hải Hiền vậy mà mấy năm sau mở tháp ra mà Hòa Thượng Hải Hiền rụi tàn, vậy thì lời tán thán của Hòa Thượng Tịnh Không là không trọng lượng gì hết, đúng không? Nhưng ngài lại tán thán đúng người, thì người này không phải tầm thường luôn. Hòa Thượng Tịnh Không cũng Phật Bồ Tát, Hòa Thượng Hải Hiền cũng Phật Bồ Tát. Đến đây để diễn, điểm ngay Hòa Thượng Hải Hiền, thì mấy năm sau mở tháp ra, Hòa Thượng Hải Hiền để là toàn thân xá lợi. Vậy thì lời tán thán của tôi là đúng rồi, đầy đủ trí tuệ để tán thán một người. Mà người đầy đủ trí tuệ để tán thán một người không phải tầm thường. Không phải tầm thường, vì phải nhớ nghe. Thì vị biết rằng Hòa Thượng Hải Hiền là cả đời chỉ có niệm Phật không à.
mà thành tựu như vậy là thể hiện cho tất cả chúng ta cả đời mình gặp tịnh độ, một câu vật hiệu này niệm đến cùng, mình sẽ được sự thành tựu cực kỳ lớn. Còn cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh thuyết pháp nhiều kinh giáo học, bất cứ một môn học nào ngài cũng thông, từ Thiên Chúa giáo, tất cả cái mối đạo nào ngài cũng để đến giảng thuyết hết, ngài đều giảng thuyết được hết, thông hết luôn. Nhưng cuối cuộc đời ngài thị hiện ra đi thì còn vài năm nữa đi thì suy yếu bệnh, thấy không? Rồi ra đi thì cũng rất đơn giản, nhưng cái điều vô cùng quan trọng là ngài để lại hai món báu vật cho chúng ta nhận thức. Một là ngài để lại Xá Lợi Lưỡi, muốn nói lên rằng hơn 60 năm tôi giảng kinh thuyết pháp là lời chân thật ngữ. Có một vị dịch kinh rất là nổi bật, Kumala Thập, ngài dịch kinh rất là nhiều. Ngài phát nguyện rằng nếu lời dịch của tôi mà là sai thì khi quả tán tôi là hoàn toàn rụi hết, nhưng nếu lời khuyên dịch tôi là đúng như lời Phật dạy thì khi thiêu tôi xong vẫn còn để lại cái lưỡi. Thì thiêu ngài xong, ngài để lại một cái lưỡi. Tới đời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì cũng để lại một cái lưỡi, để cho chúng ta biết rằng lời giảng của ngài là đúng. Khuyên mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, thêm một món báu vật nữa là gì? Xá Lợi Di Đà. Ngài muốn chỉ điểm chúng ta là ngài khuyên sanh cực lạc, có người bài xích không có cực lạc, không có Di Đà. Bây giờ tôi cả đời hoàn truyền tịnh độ, khuyên người ta cầu sanh cực lạc, tôi để lại cái lưỡi là tôi nói vì cái tin đi, có thế giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà. Bây giờ tôi lưu lại Xá Lợi Di Đà để cho quý vị tin rằng thế giới cực lạc có Phật A Di Đà. Quý vị chỉ cần chân thật tín nguyện niệm Phật thì nhất định Di Đà sẽ đến tiếp dẫn. Từ nào đó mỗi một người chúng ta tu tịnh độ, chúng ta có nguồn gốc để tin tịnh độ. Còn người bài xích tịnh độ không có nguồn gốc để bài xích tịnh độ, nhưng họ lý luận cho những con người không đủ duyên tu tịnh độ. Nhưng người thế gian quá nhiều người không đủ duyên tu tịnh độ rồi, quá nhiều. Tại vì pháp khó tin nên người phải đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới tin. Có người không đủ phước báo nhân duyên quá nhiều, nên quý vị coi, người ta có thể giảng các pháp khác, người ta giảng các môn khác thì nghe có thể cả triệu hai triệu người, nhưng người giảng tịnh độ để người ta tin thật sự thì số lượng người quá ít. Nhưng mà số lượng ít này mà để gài dựng một đời mình mà được mấy ngàn người cùng sanh cực lạc với mình thì thôi, cuộc đời mình quá tuyệt vời. Cứ gài dựng hoài đi quý vị. Những đức gặp tịnh độ hơn 13 năm, những đức thấy rõ ràng cái lợi ích hiện đời là thấy rõ. Lợi ích hiện đời là thấy rõ. Nếu như quý vị là người chân thật tu pháp môn tịnh độ này, chân thật tin pháp môn tịnh độ này, chân thật niệm Phật A Di Đà, cuộc đời quý vị sẽ có những sự thay đổi rất đặc biệt. Thí dụ như có những người trẻ tuổi vô cùng, đứa một đứa con nít, nếu như nó là đứa biết niệm Phật từ khi còn nhỏ, biết niệm Bồ Tát từ khi còn nhỏ, đứa này sau này lớn lên dù nó có gia đình đi chăng nữa, nó cũng không bị cái nghiệp duyên phá thai. Vì sao? Vì nó quá giải cái nghiệp chướng phá thai. Nên mỗi một người chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc, tập có góc nhìn lại. Có khi người ta giúp mình 9 lần, người ta chỉ cần đụng chạm mình 1 lần thì bỏ 9 lần. Chỉ lấy đúng 1 lần là người ta làm chạm thử ái mình thôi. Có những Phật tử đi về chùa nghe pháp tu hành vui vẻ vô cùng, nhưng mà có khi bị gầy la một tiếng thôi, có thể bỏ chùa, đem tất cả những việc mà chúng ta đã từng biết nhau và đến với nhau rất vui vẻ vứt bỏ hết. Chỉ lấy cái gì? Lấy cái bực mình khó chịu. Có khi vợ chồng sống với nhau gần hết cuộc đời, sống vui vẻ, nhưng lỡ phạm phải sự việc
chồng gầy hay chồng mắng, hoặc chồng đánh đúng một lần, vì mà muốn kết liễu cuộc đời và muốn tự tử. Nhiều người chúng ta cứ đặt một người nào đó là phải tròn vẹn, nhưng mà con người ở cái cuộc đời này thì không ai tròn vẹn. Nên người xưa mới nói là nhân vô thập toàn, con người không toàn vẹn. Nhớ. Dù là người xuất gia đi chăng nữa cũng không tròn vẹn. Nhớ nha quý vị. Nên mình là người Phật tử, đến chùa là mục tiêu học đạo. Đừng nên viết những câu hỏi để nhờ quý thầy trả lời về những việc chùa chiền khác, hoặc là những việc quý thầy khác làm, để cho ông thầy này ông trả lời để đụng chạm với thầy kia. Đừng nên. Có nghĩa là chuyện quý thầy là chuyện quý thầy, còn chùa chiền có giáo hội xử lý. Mình là hàng Phật tử đi về chùa, cái làm trách nhiệm là người nghe đạo, người biết tu, để sửa đổi lỗi lầm thôi, không nên đụng vô chuyện quý thầy. Nhớ. Còn nơi nào có những vị giảng sư giảng pháp, đừng nên chấp vấn những lời nói ngược vấn đề về buổi giảng. Khi hỏi, mình phải nhìn nhận vị giảng sư này là người tu môn gì. Khi hỏi để cho người ta trả lời, chứ không phải hỏi để người ta không trả lời được. Đây là một cái hành động tổn phước tổn duyên rất lớn. Thí dụ như người này là chuyên tu tịnh độ thì phải hỏi về tịnh độ, mà hỏi làm sao cho mình và nghĩ ngợi cho người khác, chứ không phải hỏi những lời trong kinh giáo mà những con người hiện tại không có thể nào áp dụng được. Chúng ta phải hỏi những câu mà có thể con người áp dụng được, gần gũi nhất cho nhân sinh. Như vậy thì lời hỏi này gọi là lời hỏi phù hợp, và vị thầy cũng trả lời được, và chúng ta có phước rất là lớn. Những điều này quý vị phải ghi nhớ để chúng ta học Phật học có kết quả nghe. Nhớ đó. Rồi tất cả những việc khi quý thầy có sự đụng chạm với nhau, mình là hàng cư sĩ không nên đụng vào. Tất cả những việc đó không nên đụng vào. Nhớ nha quý vị. Nên chúng ta học Phật của mình để ý rõ ràng. Bây giờ mạng truyền thông phát triển rất là mạnh, nên con người có khi không cần phải gặp nhau để đấu đá, đưa lên trên mạng để đấu đá với nhau trên đó. Rồi mỗi ông thầy thì có một lượng Phật tử, thì ông thầy này đấu đá thì Phật tử bên này bên ông thầy này, Phật tử bên kia bên thầy kia. Quý vị thấy tạo ra một cái tai kiếp của Phật Pháp không? Phiền phức không? Không có nên như vậy. Nhớ. Có nghĩa là mình là hàng cư sĩ, người học đạo phải có trí tuệ. Nhân quả của người tự người giải quyết. Chúng ta nhân quả của ta tự ta giải quyết, chúng ta đừng chen vào nhân quả của người khác, rất là phiền phức. Nên khi những đức chia sẻ Phật Pháp, hạn chế tối đa về những việc. Khi những đức lý luận về một việc gì, ít bao giờ mà đụng chạm tới cái tên. Còn khi những đức khen là có nói tên, mà cái tên người đó những đức nói ra, thì mình phải xem lại người đó mình nên nói tên hay không. Cả khen luôn. Nếu như quý vị khen một người bình thường mới tu mà nói tên của họ là có chuyện quý vị hại họ. Quý vị thấy có những chương trình Phật Pháp nhiệm màu không? Nhiều chương trình Phật Pháp nhiệm màu, những người đó phần nhiều sau này bỏ tu hết. Thì biết vì sao không? Vì quý vị đưa họ lên Phật Pháp nhiệm màu là để dẫn dắt người ta tu, nhưng mà không ngờ người này họ không đủ định lực để được nhiều người tán thán khen quá. Bản thân họ cũng chưa được tốt như vậy, nhưng nhiều người tán thán họ quá, tổn phước hết. Khi phước tổn hết, kiêu ngạo ngã mạn nổi lên. Nên Phật Pháp nhiệm màu đa phần sau này những người đó không tu hành nữa, bị vấn đề đó rất là nhiều. Vì phải nhớ đó. Nên cái việc khen một người là việc cực kỳ nguy hiểm, phải có góc độ nhận thức. Nhất là những vị tăng trẻ, những đức tuyệt đối không được khen họ nhiều quá, hoặc nói họ là Bồ Tát, không nên nói họ như vậy. Tại vì đường tu của họ còn thời gian rất là dài để có thời gian trải nghiệm. Họ có thể phát tâm háo hức của tuổi trẻ, nhưng chưa chắc về cái sự thâm niên của đường đạo họ chuẩn xác đâu, chưa chắc. Thí dụ như bây giờ điển hình như Đại Lão Hòa Thượng chúng ta là một người thâm niên trong Phật Pháp. Ngài có thể đứng vai trò giáo hội là trưởng ban trị sự mấy chục năm chờ, người này không đơn giản. Họ mới có thể đứng vai trò giáo hội
và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này về Phật giáo chuẩn như vậy, và chùa chiền phát triển mạnh như vậy, là một người không đơn giản chút nào. Nên chúng ta mới ngồi yên như về, và quý vị thấy có nơi nào tổ chức lễ vía mà bình yên mà đông người như vậy, mà đặc biệt như vậy, an ninh cũng tuyệt vời, về mặt chính quyền hỗ trợ, quý vị thấy không đơn giản. Là một người xuất gia đối với xã hội đất nước có sự cống hiến, có tình cảm, nên người ta mới ủng hộ Phật Pháp. Quý vị phải nhớ rằng Phật Pháp trong thời cuộc nào cũng vậy, nếu như Phật Pháp mà không gần gũi được với nhân sinh và gần gũi được với đất nước thì người ta không ủng hộ quý vị, thì quý vị chỉ có một con đường, đó là quý vị gom gọn lại thôi, quý vị không mở rộng được. Vì sao? Vì Phật giáo phải cần nhà nước ủng hộ, cho mình cơ hội thì mình mới phát triển được. Dù cỡ nào thì mình cũng là nằm trong phạm vi được sự quản lý của nhà nước, nên mình phải chấp hành cho đàng hoàng về chính sách của nhà nước đưa ra. Cái việc này rất là quan trọng. Nên từ nơi đó mà nhân viên mình rất là đặc biệt. Mình đến đây và mình được gặp Đại Lão Hòa Thượng viện chủ ở đây, ngài là trưởng ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này rất là nhiều chục năm. Quý vị coi vai trò của ngài đứng nói chuyện với quý vị là vai trò một vị trưởng ban trị sự của một thành phố Bà Rịa Vũng Tàu này rất là lớn, quý vị không phải giỡn đâu. Tất cả chùa chiền ở đây ngài đã tổng quản lý bao nhiêu chục năm nay. Mà mình được cái nhân viên ở trong chùa của Hòa Thượng là một nhân viên không đơn giản chút nào. Ở đây quý vị đang ngồi đây gọi là tổ đình hộ pháp. Chùa chiền mà đi đến tổ đình thì gọi là nơi khai sơn lập địa, mà nơi được vị trí gọi là có vị trí rất là lớn ở trong vị trí chùa chiền, hiểu không? Mà quý vị được ngồi trong một mảnh đất Dạ Lam này là phước báo rất là lớn, không giỡn đâu. Rồi quý vị qua bên Đại Tùng Lâm, quý vị thấy một cái cơ ngơi của Hòa Thượng xây dựng không? Không đơn giản chút nào. Nhưng mà hai buổi Hòa Thượng nói chuyện toàn là nói về niệm Phật, nói về niệm Phật. Quý vị thấy có những người dù là người ta tu nhiều chục năm cũng là một vị Hòa Thượng, người ta rất là có tiếng tâm, nhưng mà người ta không tu tịnh độ. Thì quý vị biết rằng dù cái lý luận họ có giỏi cỡ nào thì cái người Phật tử cũng không thể nào áp dụng được cái phương pháp tu của họ. Mà phương pháp tu mà không áp dụng được làm sao thành công? Làm sao thành công đây? Họ có lý luận giỏi cỡ nào, họ có nói Phật Pháp là một cái gì hay cỡ nào, nhưng mà quý vị phải nhớ, một cái bánh để trước mặt thì cầm ăn được, chứ nếu như một cái bánh ngon mà treo trên đọt cây hoặc để trên mây trên chờ ăn được không? Chỉ có ngon để chảy nước miếng thôi, chứ chúng ta không ăn được, không ăn được sao nó. Mà Phật Pháp á, là từng đời làm sao áp dụng cho con người mà con người dùng được, như vậy thì phù hợp. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã chỉ rõ ràng, thờ ngài còn tại thế thì lấy giới luật là để mà tu đạt được định chứng quả A La Hán thành tựu, là thờ ngài là trì giới thành tựu. 1000 năm sau thì ngài chỉ điểm là tu thiền định cũng phải trì giới mới thành tựu. Tới thờ mạt Pháp thì Đức Phật chỉ điểm là niệm Phật thành tựu. Có nghĩa là thờ Đức Phật còn tại thế là cái bánh trì giới là ăn được, 1000 năm sau là cái bánh thiền định ăn được, thờ mạt Pháp là cái bánh niệm Phật ăn được, phù hợp. Nếu như trong thờ mạt Pháp này mà quý vị dùng cái bánh của trì giới, dùng cái bánh của thiền định thì quý vị đã đi ngược lời của Phật dạy rồi đó, nhớ. Nhưng mà mỗi một con người tu một môn thì có cái quyền phát triển cái pháp tu của chính mình. Mà pháp tu cũng chính cái gốc là từ Đức Thích Ca Mâu Ni dạy xuống. Vì Đức Phật đã đưa lên 84.000 pháp môn để trị 84.000 căn bệnh cho chúng sanh. Từ nơi đó mà ngài chỉ điểm là căn bệnh thờ mạt Pháp là niệm Phật là căn bệnh, có thể viên thuốc A Già Đà trị bệnh được cho chúng sanh trong thờ mạt Pháp. Quý vị phải nắm được chỗ này. Thì người tu tịnh độ của chúng ta sẽ rất là mừng khi mình có thân người và gặp được tịnh độ mà tin tịnh độ. Ngày hôm nay là ngày thứ tư chúng ta tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, cô đọng lại một số việc mà chúng ta học tập trong 4 ngày nay, để quý vị đi đến đây nó có được cái sự lợi ích, có được một cái tầm nhìn cho sâu vào Phật Pháp, mục tiêu tu của mình cho nó chuẩn xác. Phải nhớ từ nơi đó đã gặp được tịnh độ, gặp được cái pháp tu,
Và những đức còn tạo điều kiện cái chuyện đặt tượng Phật để động viên quý vị ở gia đình thờ Phật. Có nhiều Phật tử hỏi rằng: Thầy ơi, bây giờ con đem tượng Phật về con phải an vị như thế nào thế nào? Việc này cực kỳ đơn giản. Xin thưa quý vị, Phật Pháp thật chất vô cùng quan trọng, hình thức cũng rất quan trọng, nhưng phải có trí tuệ để nhìn nhận được cái hình thức, dùng phương tiện để mà giúp chúng sanh. Nhưng quý vị là người niệm Phật thì quý vị thỉnh tượng Phật về, quý vị nhớ, nếu nhà của mình thờ ông bà là ngay chính giữa nhà, thì bây giờ đồng vợ, đồng chồng, đồng gia đình muốn thờ Phật thì quý vị phải thờ Phật ngay vị trí điểm giữa của nhà, đưa ông bà qua thờ một bên. Tại vì sao? Quý vị phải nhớ Phật là cao nhất, từ nơi đó thờ Phật ngay điểm giữa. Ông bà mình vẫn còn là phàm phu, quý vị công nhận không? Phật là bậc thánh, ông bà mình là phàm phu. Nếu đưa Phật qua một bên thì cái này là do trong gia đình của mình có sự trở ngại, thì chúng ta đồng tình. Vì sao? Vì Phật Pháp là tùy thuận chúng sanh, Phật không có chấp. Nhưng nếu chúng ta hiểu biết thì thờ Phật là ngay điểm giữa của nhà, tùy gia đình của mình cảm thấy nơi nào thuận tiện, chứ không phải nhất thiết là như vậy. Hiểu không? Văn tự là ở đây hướng dẫn, nhưng quý vị coi lại gia đình mình phù hợp chỗ nào thì bị thờ chỗ đó. Miễn làm sao gia đình được bình yên, gia đình hòa hợp, đây là cái điều người học Phật chúng ta cần bảo vệ gia đình của mình, để người ta nhìn đó để mà muốn học Phật theo. Vì thấy gia đình học Phật, gia đình hòa hợp. Nên văn tự trong Phật Pháp á, là nó đa dạng trí tuệ, nó không phải là chết cứng một văn tự. Nếu như người học Phật mà dùng văn tự của Phật Pháp mà để đặt để như vậy thì quý vị sẽ nhất định sai đó, chắc chắn sai. Thí dụ như bây giờ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy trong 4 ngày những đức dùng đa dạng phương tiện khi lễ luôn. Lúc những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà những đức còn dùng phương tiện với quý vị luôn á. Quý vị thấy để ý rõ ràng, lâu lâu những đức đọc một câu vui, quý vị thấy đặc biệt không? Nhưng quý vị ở bên dưới, quý vị đọc theo tầm bậy là quý vị có tội đó. Không đúng, hiểu không? Thí dụ những đức có quyền ở trên, những đức đọc cái công chúng ai cũng chấp nhận, đúng không quý vị? Còn quý vị ở dưới đó, quý vị đọc câu tầm bậy theo là quý vị không phải đó. Không đơn giản đâu á. Nên cái phương tiện là cái người dùng phương tiện phải hiểu và phải biết cương vị mình là ai mới dùng phương tiện được. Còn mình dùng phương tiện người ta không chấp nhận mình là mình có tội. Còn người ta dùng phương tiện thì răng răng cả một đại chúng, ai cũng hoan hỷ, mà cả ông chờ cũng đổ gió luôn nè. Thì quý vị thấy là được rồi. Việc làm người ta là thiên thờ địa lợi nhân hòa, quý vị công nhận không? Nếu việc làm những đức mà không đúng, làm sao thiên thờ địa lợi nhân hòa? Quý vị thấy nào, trong ngày nay là ngày thứ tư, quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ chúng ta chưa kết thúc luôn, nhưng quý vị thấy đã 3 ngày thiên thờ địa lợi nhân hòa. Tôi không nói ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay tới 10 giờ tối đêm nay quý vị sẽ biết. Thấy không? Thật sự mà nói, có những sự việc trong cuộc đời này nó sẽ thay đổi từng sát na. Chúng ta hãy xác thực những cái mà chúng ta đang làm đó. Và lòng người cũng vậy, cũng thay đổi từng sát na. Nghiệp duyên con người chúng ta cũng có những lúc thay đổi rất thất thường. Nên bài học tập này cực kỳ quan trọng. Phải nhớ, đừng bao giờ nhìn vào một cái góc độ một con người nào đó hoàn toàn nó quá tốt để đặt vấn đề họ là người quá tròn vẹn. Để khi họ lỡ phạm phải một điều sai lầm gì, quý vị sẽ ngã ngửa và quý vị sẽ quay lại 180 độ họ hoàn toàn là sai. Quý vị phải nhớ rằng người ta đã làm một đoạn đường cho mình đi đến một cái chỗ nào đó, người ta đã dọn dùm cho mình một khoảng đường, mình đã đi được một đoạn đường khá dài để đến mục tiêu mà mình cần đến. Lỡ giữa đường người ta không dọn nữa thì mình cũng cảm ơn người ta đã dọn dùm cho mình một đoạn đường. Chứ đừng bao giờ quên hết tất cả những đoạn đường mà người ta dọn dùm cho mình. Nhớ.
Nên mỗi một cương vị sống trong cuộc đời này, mình nên mang tâm cảm ơn. Mà tâm cảm ơn mà những đức muốn nêu lên cho quý vị nghe đó là gì? Những đức hết lòng với quý vị là mục tiêu hướng dẫn quý vị tu. Quý vị cảm ơn những đức bằng cách nào? Không phải đưa tiền, không phải cho tiền, không phải cho vật chất, không phải khen những đức. Những đức không cần những chỗ này. Những đức chỉ cần quý vị cố gắng tu. Vì chính bản thân những đức gặp được Phật Pháp đã có kết quả, thấy lợi ích rất là lớn. Nên mình muốn đem cái lợi ích này để chia sẻ cho nhiều người. Nên hôm qua có một cô gặp những đức, nói thầy ơi, những bài giảng của thầy, con muốn lấy những bài giảng của thầy, con làm những cái trang này kia được, được không thầy? Vậy con có mang tội ăn cắp không? Nó không. Có nghĩa là chúng ta đem Phật Pháp lợi ích cho người ta được lợi ích, nên mở rộng ra, làm cách nào cũng được, chỉ cần có phương tiện phát triển đặc biệt để cho người ta tiếp nhận được Phật Pháp là tốt. Nhớ, có những người bài giảng những đức người ta cắt lụt một đoạn đặc biệt cũng hay, còn khi dài quá người ta cắt một khúc rất là hay, rồi người ta để lên một cái đề khác rất là hấp dẫn, có khi người ta vào coi mà dính luôn, từ đó về sau coi luôn. Nên cái phương tiện để dẫn vào, đi vào mới thấy thật chất. Nên Đức Phật còn tại thế nói rằng phương tiện độ chính, thật chất độ một hai. Quý vị phải nhớ cái phương tiện trong nhà Phật là độ rất là đông người. Quý vị thấy như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu như một cái người mà chủ xướng mà khô cứng, quý vị lại nói không? Quý vị phải nhớ rằng 500 danh hiệu thôi, quý vị lễ thì vị cũng là lết bánh nè. Nếu như gặp một người mà chủ xướng mà không nhìn nhận được cái việc mà hướng dẫn người ta nó vui. Với thêm cái nữa là mình thiếu duyên. Cái quan trọng là thiếu duyên. Khi có duyên thì nói sao người ta cũng nghe. Mà không có duyên thì nói hay người ta cũng nghe nữa. Nên cái việc mà tu phước tu duyên, những đức thường nói với quý vị, việc này cực kỳ quan trọng. Cái việc tu phước tu duyên là cực kỳ quan trọng. Đừng có trở thành người vô duyên. Hiểu chưa? Đẹp chưa chắc là có duyên, mà xấu chưa chắc là vô duyên. Nên quý vị mà được biết những đức thì quý vị sẽ tự tin hơn. Không biết những đức quý vị sẽ tự tin hơn. Vì sao? Vì một là ông thầy này xấu quá, mình tự tin hơn chút, vì mình có thấy đẹp không học. Rồi ông thầy này ít học, mình có thấy tự tin hơn vì mình học nhiều hơn ông chút. Hiểu chưa? Có nghĩa là mình thấy người thấp, mình thấy mình tự tin hơn. Mình thấy người quá cao thì mình thấy mình gió không tới. Nên có buổi chia sẻ của những đức nói, vì sao đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nổi tiếng khắp nơi trên thế giới mà thị hiện lại không bằng Hòa Thượng Hải Hiện? Phật Bồ Tát thì không có nói chuyện bằng hay không bằng, nhưng lý luận của phàm phu thì có bằng hay không bằng. Đấy chi à? Vì phàm phu có thấp có cao, nên phải lý luận phù hợp vào căn tính họ chứ. Còn cảnh giới Phật Bồ Tát thì không có cái chuyện bằng hay không bằng, là cảnh giới bình đẳng. Nếu lấy cảnh giới bình đẳng nó đắp vào chúng sanh thì không được rồi đó. Sao họ chịu đấy? Hiểu không? Nên làm sao cho họ chịu mà học Phật á, thì đó là đa dạng phương tiện trí tuệ. Quý vị phải nhớ, đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, giảng Pháp hơn 60 năm. Về cái nhân duyên và về cái công sức của Ngài thì đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có thể làm tổ sư là việc có thừa. Xin thưa quý vị, bây giờ quý vị hãy kiểm nghiệm sức ảnh hưởng truyền bá tịnh độ của đại lão Hòa Thượng Tịnh Không. Không có một người nào tu tịnh độ mà không từng nghe qua Hòa Thượng Tịnh Không. Khắp nơi trên toàn thế giới luôn. Chưa từng thấy một vị tổ sư nào có sức ảnh hưởng lớn như vậy luôn đó. Rồi sự truyền bá về Nho Thích Đạo cực kỳ mạnh. Rồi phát triển về Đệ Tử Quy cũng rất mạnh, từ Ngài đề xuất mà ra. Rồi Ngài đi làm rất nhiều chương trình mà người bình thường không ai làm được hết.
hơn 60 năm giảng kinh thuyết pháp. Sức giảng pháp của ngài kinh khủng thấy không nổi. Một ngày giảng, sau này ngày lớn tuổi, một ngày giảng 4 tiếng. Những đức chia sẻ một ngày 1 tiếng đồng hồ đều, một năm như một ngày là 2 buổi, một buổi nói chuyện chỉ có nửa tiếng. Còn mấy ngày lễ này thì thời gian ngắn thôi, chứ không thể nào làm hoài được. Là dữ lắm rồi, một ngày 2 buổi 1 tiếng đồng hồ. Điều rang như vậy thì hiện tại quý vị cũng đã ít thấy có người làm vậy rồi, phải nhớ. Và thêm cái nữa, những đức nhìn ra được thời gian của chúng sanh bây giờ. Nếu như quý vị chia sẻ thời gian bây giờ 1 tiếng thì chúng sanh bây giờ chưa chắc một ngày nghe được 2 tiếng. Một là bận biểu, hai là không tiếp thu được. Quý vị nhớ, bận biểu đầu óc không tỉnh. Đã là không tỉnh mà nghe nhiều thì không được nhiều. Nên nghe nửa tiếng là đủ thời gian để tiếp nhận cô động tịnh độ, để mồi lửa tịnh độ cả đời tu không chán. Đây là chỗ tính rất kỹ để cô động thành buổi chia sẻ nửa tiếng đồng hồ của mỗi ngày. Sáng một câu ai là Phật niệm đến cùng, chiều quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Quý vị mà nếu nghe được hai buổi này mà nghe lâu dài, những đức nói bảo đảm 100%, những đức vừa gặp quý vị, những đức cũng biết quý vị nghe pháp. Chưa từng nói cũng biết quý vị nữa, ở nhà nghe những đức nói chuyện và niệm Phật. Tất cả những người những đức hướng dẫn, xin thưa với quý vị sẽ rất là vui. Vì sao? Vì quý vị rất là đơn giản, mà đơn giản lại sạch sẽ. Hiểu chưa? Những đức chưa bao giờ đưa lên cái tiêu chuẩn đơn giản mà lại ép sát, chưa từng bao giờ đưa ra cách này. Những đức đưa lên cái tư tưởng đơn giản, sống khỏe mà vui, mà sạch sẽ, mà gọn ghẽ, mà lại sống lâu, mà lại có phước, mà người gặp lại thương. Cái chuyện này quý vị cần không? Đó, từ nơi đó thì cái việc mà một người hướng dẫn mình mà về mà làm vợ làm chồng mà gia đình chấp nhận là được rồi đó. Một người hướng dẫn mình mà mình đi về nhà mà mình làm vợ làm chồng không phù hợp, mà người ta không tiếp nhận Phật pháp là bị sai rồi đó. Tại vì Phật pháp áp dụng trong cuộc sống hàng ngày mà, phải nhớ. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái công sức đại lão và thượng tịnh không rất là lớn. Nhưng mà vì sao cuối cuộc đời ngài thị hiện? Nếu mà so sánh với đại lão hòa thượng Hải Hiền, quý vị biết rằng đại lão hòa thượng Hải Hiền khi ngài nghe thầy dạy câu niệm Phật này thôi là ngài đã niệm 92 năm có Phật hiệu, mà ngài không biết một chữ nào cả. Thì nói về cái việc mà đại lão hòa thượng Hải Hiền mà đọc giới và trì giới thì chắc chắn là không được, tại ngài không có biết chữ. Nói về trì chú thì chắc chắn là không có trì chú vì không biết chữ, chỉ biết niệm Phật thôi. Nhưng mà căn tính của hòa thượng Hải Hiền thì chắc chắn là được dạy từ người mẹ là một đứa con hiếu thảo. Nếu nói về đạo làm người, chắc chắn hòa thượng đã được mẹ dạy từ khi còn nhỏ, là một người con có đạo đức và có nhân cách. Đây là lót nền móng rất dày. Sau này được thầy dạy pháp niệm Phật là chỉ khuyên niệm Phật thôi, là hòa thượng Hải Hiền đã tiếp nhận niệm câu Phật hiệu. Ngài đã niệm câu Phật hiệu này chân thật. Câu Phật hiệu này ngài niệm chân thật, ngài đã phát triển ra hoàn toàn từ cái trì giới và cái đạo đức làm người và nhiều thứ mà đại lão hòa thượng Tịnh Không ngài nói hòa thượng Hải Hiền cái gì cũng biết. Chỉ có một câu Phật hiệu. Nhớ, đại lão hòa thượng Tịnh Không thì là thông tông thông giáo. Phải nói rõ ra là ngài thông tông thông giáo. Có người thỉnh mời ngài đến chùa tu thiền để mà khai thị, ngài đến ngài khai thị. Ngài tán thán thiền tông vô cùng. Người đi theo ngài nói rằng trời ơi hòa thượng tán thán thiền tông hay quá, vì sao ngài không tu? Ngài tán thán quá hay. Ngài nói rằng tôi không có khả năng đó. Tôi tán thán thiền tông vì thiền tông thật sự hay, nhưng nói tu thiền tông thì tôi không có khả năng đi vào thiền tông. Tôi chỉ có khả năng đi vào tịnh độ tông.
Đi đến chùa tu thiền, tán tán thiền tông, không nói một câu niệm Phật. Đúng là quy củ hiểu biết, quá hiểu biết. Còn gặp mình bây giờ mình đi đến đó mình chen niệm Phật vào thì ai dám mời mình? Chùa người ta tu thiền, ông chen niệm Phật vào làm động chúng của người ta, hiểu không? Chùa người ta chuyên niệm Phật, ông chen thiền tông vào là động người ta rồi, sai rồi. Nên thầy Lý Vĩnh Nam khi còn tại thế, ngài là một vị cư sĩ nhưng rất là nổi tiếng ở đại chúng. Nhiều vị pháp sư, nhiều vị thầy nổi tiếng đi đến nơi đó thì thầy Lý Vĩnh Nam đích thân ra đón tiếp, thỉnh mời về dọn cơm cúng cúng dường và gỡ tiền xe cúng dường. Nhưng mà thầy Lý Vĩnh Nam chưa từng mời một người nào giảng khai thị. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc đó còn trẻ ở bên cạnh thầy để học tập, nhìn thấy như vậy không hiểu, hỏi thầy: nhiều vị pháp sư rất là nổi tiếng, vì sao thầy không mời khai thị? Thầy Lý Bình Nam nói rằng: các ông còn trẻ không hiểu, đại chúng tôi rèn luyện họ tính tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, rèn luyện mấy năm nhưng đại chúng còn rất là yếu. Nếu như bây giờ tôi mời vị này khai thị, ông nói thiền tông hay, nói mật tông hay, nói di thức học hay, chúng tu tịnh độ tông này sẽ bị dao động. Đó là gốc độ không trí tuệ để hộ trì cho người tu tịnh độ chuyên nhất. Quý vị nghe đến câu này, quý vị thấy thầy Lý Bỉnh Nam không? Là một người hộ trì cho đại chúng thành tựu. Nên Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng thầy Lý Bỉnh Nam hơn 30 năm ở ngay đại chúng, khuyên người niệm Phật và rất nhiều người giảng sanh. Thầy Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng thầy Lý Bỉnh Nam cũng nói: nếu ở được một nơi mà khuyên người niệm Phật thì người thành tựu rất nhiều. Còn ông đi nhiều lợi ích cho ông, nhưng thành tựu cho người rất là ít. Tại vì ông lâu lâu ông đến ở đó ông giảng, một ngày cho ăn 29 ngày nhịn đói. Còn tôi ở một nơi dạy một số người ở ngay chỗ địa phương đó luôn, lâu ngày gài dựng tính tâm cho họ, nên sự thành tựu rất là đông. Nên thầy Lý Vĩnh Nam giúp cho người niệm Phật giảng sanh rất là nhiều. Nhưng cái nhân duyên độ sanh thì mỗi người có nhân duyên khác nhau. Người thì được ở một nơi, người thì không thể nào ở một nơi. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói: tôi muốn ở một nơi, nhưng mà lạ thay tôi ở đâu một nơi thì có một thời gian, thì bắt đầu người ta không hộ trì nữa, người khác hộ trì, tôi phải đi đến nơi đó. Tùy thượng chúng sanh thôi. Nhưng cái việc của Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thì cái việc rất khó làm. 100% Bồ Tát này đến đây thị hiện chỗ này, chỉ có ngài làm được phần nhiều sau này, không có ai làm được nữa hết. Việc này ngài đã làm xong rồi, tất cả các kinh ngài đều giảng hết rồi đó, để cho người sau này thích học kinh nào thì lấy đó làm tham khảo. Vị Bồ Tát này làm như vậy đấy. Tại vì sao? Vì giáo pháp Đức Thế Tôn chỉ mới có 3.000 năm, thời gian còn ở thế gian tới 9.000 năm nữa, không thể nào các kinh kia phải dẹp hết trong thời điểm này được. Riêng ta thì không vô gì được hết, chỉ có niệm Phật thì ta ở đây phát triển niệm Phật. Nhưng kinh giáo nhất định phải có người hoằng truyền, người có học kinh giáo khác. Nên mỗi một con người có nhân duyên đó, nên ngài phải giảng các kinh kia để lại cho chúng sanh đời sau coi theo đó làm tham khảo để mà học. Vì kinh giáo vẫn còn tồn tại 9.000 năm, phải nhớ. Nhưng quý vị phải nhớ rằng khi qua 12.000 năm thì các kinh diệt hết, nhưng kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn lưu hành 100 năm. Thôi tới đây thì nghỉ. 10 giờ rồi à, ngồi hướng nghỉ nghe à. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta giờ này cũng đi thực và phóng sanh, đem toàn bộ cái công đức niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp và phóng sanh cũng đi thực. Chúng ta đem toàn bộ công đức này nguyện cầu an trên là Đại lão Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cho tất cả những người
hưởng được những cái công đức phước báo này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật, nghiệp chướng tiêu trừ, tâm trạng được an lạc vui vẻ, và gia đình quý vị sống được vui vẻ và hạnh phúc, biết tu hành để niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức. Và trong gia đình mình có những người mà uống thuốc sâu hay treo cổ tự tử hay chết oan chết ức đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện tất cả chư hương linh đó đều có được nhân duyên nghe được tịnh độ, về chùa nương vào ngôi Tam Bảo ở đây để chúng ta tu hành mỗi ngày đều được hưởng tài thọ thực, và được đại chúng tu hành hồi hướng cho mình, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nhất là chư hương linh thai nhi. Các con nên ở lại trong chùa tu hành, đừng có theo cha mẹ để đòi nợ, vì quan gia nên giải không nên kết. Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện rằng nếu chúng sanh nghe danh hiệu Ngài mà chịu niệm danh hiệu Ngài là A Di Đà Phật mà buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, thì chắc chắn Ngài sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về Cực Lạc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nữ nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, thập phương nhất thiết tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nữ nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn thồng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lũng lăng ta bà ha, an một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng, an ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, tiến thiệu thành đa giai bảo mạng, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. À, chúng ta phóng sanh đọc tam quy y cho tất cả những chú chim này nghe. À, cũng từng làm người mà mang cái tâm tham sân si, bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, tham lam của cải vật chất của người ta, nên mang cái tội ngu si, nên đời này làm loài súc sanh. Nên bây giờ được cái duyên ở trong ngôi Tam Bảo, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khi thả ra nên ở trong chùa và mỗi ngày nghe danh hiệu Phật, và khi bỏ báo thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vui vẻ hoan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị an lạc nha. À, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. Chúc trưa nay ngủ ngon nha. A Di Đà Phật.